xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình rùa đây. Thì clip hôm nay mình sẽ làm về tất tần tật những cái cây RBK từ phiên bản Classic cho đến những phiên bản tối tân nhất hiện tại ở game đột kích. Em hàng này còn được nhiều anh em đột kích đặt ra một cái tên rất là thân thương và bị sấp, đó chính là hai càng anh em ơi. Úi giời ơi anh tớ, anh chơi cái skill gì đây? Cây RBK này bây giờ bắn rất là giật nhá anh em, rất khủng khiếp luôn đấy. Mình chỉ cần lệch tâm khoảng 1-2 viên thôi là zombie nó đẩy lên nó chém mình, thấy mọi người mình luôn. Ôi lại gặp anh tơ, hay quá, anh tơ biết nhảy nhưng anh tơ không bắn bông bắn nhảo được. Qua đây anh, qua đây qua đây qua đây qua đây, không bán bông này đi luôn, liếm anh tơ anh em ơi, cơ hội của mình rồi. Tuy mất cái giáp nhưng mà mình có vẻ là xứng đáng đấy. Đấy, ăn cho bom đi, lên vị trí anh em ơi. Nào, các dân chơi, xếp hàng lên đây. Ôi dồi ôi, thằng kia lập được RBK cấm mô kìa anh em. Bắt cả trưởng ra, úi, mất giáp rồi. Cảm ơn cái thằng vấn vối này nguy hiểm lắm. Ui dồi ôi, nó giật, nhấp phát nó giật thẳng qua bên trái luôn ạ. Đấy, cái thằng lìn sâu gióm kia nó chạy được rồi. Cay thật. Vãi cả lìn anh hero, anh bị tự sát à? À anh ơi ơi, sao anh bị tự sát vậy? Thằng nào chém cái thằng hero mà mày còn có vài chục máu để nó tự sát thế kia. Ôi zombie lùa lên rồi em ơi. Nào lên đây, hãy xem sức mạnh của hai càng đây. Mình bị bắn bông nhiều thế. Ôi ôi rồi ôi, lồi xong chảo nó phải gọi là nó ném liên tục vào mặt mình. Làm sao vô đây, vô đây. Ui vừa đông quá, vừa đông quá, vừa đông quá anh em ơi. Cho gài đạn cái đi, cho gài đạn cái đi. Mất tơ rồi, mấy thanh niên này đang rất cố gắng anh em ạ. Chạy thôi, lăng ba đi bộ. Không mình mình mất thì chấm chết. Rồi, thì mình vừa lướt qua được một phòng chế độ zombie bye bye anh em ơi. Và mình đang cầm trên tay đó chính là con hàng RBK. À không, mình đang cầm trên tay đó chính là FAL Camo nhá. Hôm nay nhân phẩm tốt thế nhỉ, mới vào làm hero luôn. Ảo ma Lazada quá. Đây là chế độ zombie bye bye anh em. Thì anh em có thể thấy là zombie bị bắn slow motion rất là khó chịu. Bắn lùi luôn chứ không phải slow nữa rồi. Ôi ôi, chém đi chém đi chém đi, mình không nhìn thấy gì đâu. Anh hùng này anh hùng dởm anh em ơi. Hero là dởm. Thấy đồng đội chết không cứu đâu. Hay quá, có zombie rồi, có zombie rồi. Uầy, 60 viên xẹt 1000 mấy chục viên luôn. Số lượng đạn quá là khủng khiếp. Double kill. Lâu lắm rồi không được biến hero V3. Thôi anh em cho mình review trận nhá. Đây 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 đây. Úi giời. Holy shotgun à. Ghê gớm quá nhỉ. Mình thì mình sẽ là hero nên mình có chiếc cái hero to một tổ bố trên đầu á, nên mình rất nguy hiểm. Sẽ bị bọn nó móc bất cứ lúc nào. Ôi, vừa nói xong anh chớp phải gọi là rất nhanh rất nguy hiểm. Rất nhanh rất nguy hiểm này. Ở cái gì đây? What? Không cứu người ta không cứu mình anh em ơi. Chơi chó, gặp mấy thanh niên chơi chó lại. Buồn lòng người anh em ơi. À, chạy đi đâu anh khổng lồ xanh? Nghe nói anh liếm em hai cái giáp. Anh liếm em hai cái giáp đúng không? Anh ơi anh bị đẩy. Ui mập quá chi mập quá. Mập quá làm gì? Khỏi hồi sinh. Khỏi hồi sinh. Bắn cho khỏi hồi sinh luôn. Bên chế độ V3 này thì bắn vào đầu một phát là anh em sẽ bị headshot thì sẽ không được hồi sinh anh em. Súng đạn của thằng hero phiên bản V3 này nó quá nhiều luôn đấy. Ô vào trong góc, vào trong góc đúng rồi, vào trong lỗ bạn, vào trong lỗ. Ui giời ơi, trước khi chi ra đi anh ấy vẫn vô lặn được cái chai mắm tôm. Vào góc, vào góc, vào góc, vào góc, vào góc, chúng tôi không cho bạn đi đâu hết. Bạn cứ vào góc đi. Oh my god. Có thằng thế mạng em ơi, trốn. Trời ơi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, những cái súng gọi là hủy diệt. Ở trong gọi là năm 2022 đem vào V3 thì làm sao anh em V3 có thể thở được đây. Zombie thì chắc mình nghĩ là y tá 2.0 thì vẫn là có thể chơi thôi. Tại vì bên CQ toàn y tá 2.0 rồi. Chế độ zombie V3 này chơi vẫn rất là nhiệt. Em xin. Còn CQ Việt Nam mình thì không có nhiều y tá lắm. Ui, không chết luôn kìa. Quá phê. Đây, mình đến với các bạn đây. Với
bạn zombie non ơi. Em vào góc. Ấy à, RBK để cái lục cái S à. Cái thật. Em mà phố bố nhiều đạn. Bắn hết. Chạy đi mình cover. Ôi trước khi đi còn nặng chăn bắn tôm ạ. Em phải đi chơi cố lượn lên. Làm sao mà lượn lên đây được. Lên đây. Chứ đâu với ba khó chịu cái là bắn zombie nó bị lùi kìa. Ế, thời gian rồi. Ế, làm sao giết được mình. Mày. Rồi, win. Ơ kìa. Thế mà không win được. Ôi sao cảm giác cái thời gian ở bên V3 này nó chậm hơn V4 đúng không? 0 giây rồi mà cảm giác như là kiểu 10 giây vậy. Rồi cho bạn đi vào góc đi anh em ơi, cho bạn đi vào góc đi. Ui dồi ôi. Đấy ngày xưa thì chúng ta có RBK thì chúng ta cũng không dám hổ báo như bây giờ. Vì bây giờ thì đạn với súng ống nó quá là nhiều đạn đấy anh em. Ngày xưa cũng chỉ có 110 viên, 110 viên thôi mà anh em bây giờ để thấy là mình 200 mấy chục viên, sẹt 2000 viên. Bắn bao giờ hết. Gì đây? Tôi cầm chè mắm tôm nhiếp vào mồm em mà anh chớp. Thảo đáp flash đấy. Bắn luôn chứ flash đi tầm này. Chúng tôi tầm này chúng ta bắn hết. Chạy đâu? Nguy hiểm nha, cái góc mấy góc đây mình thì chớp lao lại ghê lắm. Đấy biết ngay mà. Anh chớp ơi. Vào góc đi anh ơi. Đúng rồi. Vào góc. Ây à, vào góc. Ây, thằng chớp nữa nó chịu chém nó ăn giáp mình rồi đấy. Thế nhưng không spam. Ây da. Lối thoát nào cho zombie anh em ơi. Chiến binh đi theo bầy theo đống này mà. Úi dồi ôi. Kích RBK VIP. Ủa? Đây là RBK thường mà. RBK Camo mà. Hình như không cho kích đạn hay sao anh em ạ. Ôi mình đang phá ROM à. Chúng tôi lốt game chắc mình ao anh em ơi. Vào góc. Ui hết shot luôn. Wow, ba là Lazada. Ôi mình đoán một game thôi anh em ơi. Thích VIP thì bố chiều chúng mày. Ở chắc mình sẽ out anh em ơi. Có vẻ là mình đang phá ROM của người ta rồi. Lỗi quá, biết đâu cứ tưởng vào chơi cho vui. Lấy VIP bắn anh em. À, nghĩa là phòng này là không kích VIP. Thôi bye bye. Rồi, mình quay trở lại chế độ zombie V4 nhé anh em. Thì lúc nãy thấy phòng zombie V3 thì mình hóng hớt vào mình chơi. Thì mình đã bị ăn chửi sắp ăn lờ. Do mình cầm RBK combo. Ôi trời ơi. Vãi cả nồi, cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Mày ảo đi, mày dậy mày ảo. Ôi. Ngon. Từ giờ mấy cái vòng zombie V3 anh em tại phòng này thì không chơi VIP hay sao anh em ạ? Mình cũng không biết là mình vô mình hóng hết thử. Cầm cái súng bắn cho vui. Không sao, quay lại V4 thôi. Thì V4 thì zombie rất là bá. Nên chúng ta có thể kích thoải mái. Ai à. Ui. Ông Timmy mất quỷ cái lụa quá nhờ. Ui, một bầy tá, một bầy dưới chớp. Ui, dẻo quá. Nhưng mà cũng phải đi thôi. Nhúi tá thế. Bạn ơi. Sau cái gì mà sau. Bạn ơi.
Chỉ cái thế là lủng anh em ơi, thôi rồi nhá. Quậy vô đây. Úi sời ơi, thấy thanh niên xấu nồng hết đạn, ai biết đâu nó có đạn vô hạn đâu. Biết thế khỏi hero. Nó ra phải hero anh em ơi. Phòng này toàn tiên chớp với y tá, không hero thì không thủ nổi đâu. Cứ cover đi, cứ cover mình, cứ cover mình, đúng rồi. Mình không đẩy đâu. Lên làm sao được mà lên hả, lên làm sao được. Lên làm sao được mà lên hả, lên làm sao được, lên làm sao được. Cover nó phải nhịp nhàng. Ây à, ây à. Kẻ công đối thủ, ây à. Ây à, ây à, ây à. Vô đây, vô đây, vô đây. Ui, ông giáo đồng kia, ông đừng bị ông cover tốt quá lìn. Mình còn có cả dây máu à. Vô đây em xin. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu. Mày chém cho phải cái mình đi á. Ây à, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Nó đi rồi. Em xin, ok, 4k không. Không sao. Chưa kịp test cái RBK gì hết anh em ơi. Cái phòng kia nhiều y tá quá, nó lùa được mình như. Có trận này zombie ít tí chúng ta còn có cơ hội mà bắn. Chạy đi đâu, em chặn chốt, em chặn chốt. Em xin luôn. Đến với chị tá rồi. Định vị GPS được chị tá rồi. Double kill. Triple kill nào, không được, không được, không được, không được rồi. Cái RBK này chắc một thời nhiều anh em hiến máu lắm này. Thời xưa mình cũng lâu lâu làm bỏ bữa sáng, đầu tư hai chục và quay hai quả. Biết đâu trúng nhưng mà chả thấy bao giờ có cái niềm vui trúng cả. Ấy à, ấy à, chị tá ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Diễn nhiệt quá, diễn nhiệt rồi. Diễn vậy là đủ nhiệt rồi chị ạ. Đấy, diễn như bạn này là hợp lý không? Diễn nhẹ nhàng thôi, diễn nhẹ nhàng. Diễn nhẹ nhàng thôi đấy. Ô nhưng mà không sao, có anh Tơ, có anh Tơ, có anh Tơ. Có lấy anh Tơ ơi. Mình đi mình liếm liếm cả chiến và lấy ra mình chơi, mình gọi là mình ăn chay kìa mà. Lạng, 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 rồi. Úi xời ơi, đi luôn. Cho ăn cả chiến luôn. Hoàng Tơ đúng không? Mấy anh em làm việc với zombie làm việc kém hiệu quả quá. Để mình xiên luôn cho nhanh. Vào đây, vào đây, vào đây, anh Tơ vào đây, anh Tơ, mình dụ, mình dụ anh Tơ vào đây. Úi giời. Anh Tơ, tí nữa là anh Tơ đi rồi. Để mình mê cơ hội mình cận chiến anh Tơ. Anh Tơ, anh Tơ. Ôi trời ơi, không liếm được rồi. Ôi, hai thằng hồi sinh ở đấy á. Chuẩn bị hồi sinh trong nhà này. Mình khô máu luôn. Giúp le Clay. Phiên bản Thiến Tơ. Thiến Tơ, em xin. Chơi không, chơi không. Kìa kìa, kìa chơi đấy. Chơi đấy, ui hết thời gian rồi không chơi. Ok, thì phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản RBK VIP nha anh em. Một phiên bản, một cái lớp skin nó cái thời mà lúc ra chứ. Say đắm cho bùng tắm luôn. Lớp skin quá đẹp. Ô, tôi áp cả. Em xin rồi, rồi, rồi. À, thôi cần gì bom cho team đó. Ném luôn cho bom thì mất tơ ném bom rồi. Tí nữa còn mỗi cái anh tơ gọi là chậm chậm lùn lùn đấy thì mình chơi được hết. Thì đây là một cây súng hiện tại thì vẫn là một trong những ông bầu lăng xê rất nhiều những cây súng MG gọi là lên thời kỳ đỉnh cao như là KSB này, 6 lòng VIP này đều có dấu răng của em nó. Rồi bắn tính ra bắn ra vẫn cũng rất là ok chứ đùa đâu. Mỗi tội là nó giật trái giật phải, nó giật hơi khủng thôi. Nhưng mà mình bắn kiểu 10 viên mình dừng lại. Đợi cho tâm nó hồi về mình bắn tiếp. Đó. Trời ơi, ngồi cái gì đó. Ôi trời ơi, bắn tào lao giết luôn ạ. À. Bắn tào lao vào đầu hết sờ soạt. Cái gì đây? Anh ơi. Anh lên lúc nào vậy? Ôi trời ơi, lại anh TV bắt quỷ. Ôi thôi thôi, anh TV bắt quỷ ở dưới đi, em đứng trên này em tưới đạn em cover. Ui dồi ôi, team B bắt quỷ và một bầy zombie non. Team B bắt quỷ và một bầy zombie non anh em ơi. Cố lên mình cover. Không có tơ đâu. Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Ui sợi lại mồm anh em ơi. Xuống đi cùng với team bắt quỷ luôn cho gầu luôn anh em. Mình cũng phải thể hiện là mình là người cầm cái gì săn chứ. RBK VIP mà lại RBK, anh KS của em. Úi dồi ôi, anh TV bắt quỷ KS ghê quá. Không, 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 trách nhà phải đời em ơi.
Né né né, đi bắt quỷ ra, không chơi ra mày được. Hero thôi. Anh hồi sinh vậy ai chơi? Ôi giời, lòi mồm. Lòi mồm. Lòi mồm. Lòi mồm. Tiếp. Tiếp nào. Mày quá. Ôi trời ơi. Phê. Cái RPK này thì lấp skin ok này, tốc độ đạn ok này. Bắn nói chung tầm này, thời điểm này bắn thì mình thấy cái RPK bắn vẫn ngon. Rồi, phải xem bom trái tim rồi. Mình chỉ sợ anh Tơ ném shit vào mồm mình thôi. Ôi tính ra clip hôm nay mình làm 13 chế độ luôn đúng không ta? Mình làm về chế độ zombie V3 rồi nè. Lúc lên có cái RPK combo mình làm về chế độ zombie V3 V4 bây giờ V7. Ôi oh my god. Được đấy. Clip này khá là đa dạng ấy. Và RPK vẫn hơi giật đấy anh em ạ. Ôi 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 ôi. Làm sao mà đuổi bắt được? Làm sao mà đuổi bắt được ơi? Ê, sao lại chém em ư? Từ lên trên này cái, lên trên này cái. Rồi ngon, ngon, tuyệt vời. Gì vậy? Sao trong này có thằng team bí quỷ này? Anh ơi. Em đi đây. See you again. Sao trong này có thằng team bí quỷ này? Ôi chuột 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 chuột. Chuột qua đây. Anh team bí quỷ bị lây nhiễm độc chết rồi. Qua đèn cho anh. Cái méo là mình trốn để gặp cái thằng team bí quỷ ạ. Thôi. Anh ta lạc lạc đi mạnh chân nó dẻo quá em ơi. Đi khó chịu thật. Sao anh hối rồi không ăn đam bằng tơ kìa. Dạo nào chơi game nhiều anh em có mấy cái skill lé đạn nó phải gọi là đau mắt chóng mặt sinh nhật cơ thể thật đấy. Quái trường thật. Thà nó nhảy nhảy lên mình còn bắt đường nhảy nó mình bắn được. Lạng nó đảo chân như điên. Hoa mắt luôn đấy anh em ạ. Không biết anh em muốn mình làm về cái cây gì tiếp theo đây. Ôi mình làm zombie rồi. Không sao. Ăn mắm tôm đi. Anh em muốn mình làm về những cái vũ khí gì nữa thì cứ đừng quên comment bên dưới nhá. Mà đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe cho mình có động lực. Cho mình có động lực. Kém thôi. Mắm tôm thần trưởng đây. Rồi. Anh tìm mấy quỷ đứng giữa đường giữa chợ này. Quê nát rom nó phải gọi là. Cái gì đấy. Ok thôi anh em ơi. Clip mình tới đây thôi nha. Bye bye.